Tôm là một trong những món ăn được yêu thích trên thế giới. Mỗi ngày, hàng nghìn tấn tôm được xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới từ các nước trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Indonesia. Thế nhưng, người nuôi tôm luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực, đặc biệt là dịch bệnh. Dịch bệnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến những người nuôi tôm. Mặc dù vậy, họ vẫn luôn đặt niềm tin vào tương lai ngành tôm. Hàng ngày, hàng giờ trôi qua, các doanh nghiệp và người nuôi tôm trên khắp thế giới vẫn đang tìm kiếm các giải pháp phòng và giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh trong nuôi tôm với sứ mệnh cung cấp các giải pháp an toàn và bền vững cho ngành tôm. Chúng tôi sẵn sàng cùng người nuôi tôm tạo nên cuộc cách mạng ngành tôm bằng công nghệ BioSpec. BioSpec, mô hình nuôi tôm thâm canh áp dụng công nghệ cao. Mục tiêu của công nghệ này giúp nâng cao tỷ lệ sống của tôm trong suốt mùa vụ. BioSpec sử dụng quy trình nuôi 3 giai đoạn gồm 2 giai đoạn ươm trong nhà kính kết hợp với 1 giai đoạn nuôi thương phẩm, nâng tổng số vụ nuôi lên 5 vụ trên 1 năm với 30 tấn trên 1 hecta trên mỗi vụ và sản lượng có thể đạt 150 tấn trên 1 hecta trên 1 năm. Nhờ vào các thiết bị chuyên dụng kiểm soát hoàn toàn nguồn nước, đảm bảo sạch và an toàn cho tôm. Giờ đây trang trại luôn được bảo vệ hoàn toàn bằng quy trình an toàn sinh học, không còn nỗi lo tôm chết, không còn nỗi lo mất mùa. Tỷ lệ sống luôn đạt từ 80 đến 85% với mật độ nuôi rất cao. Và đó chính là kết quả của toàn bộ quy trình nuôi tôm 3 giai đoạn. Chúng tôi hiểu rằng người nông dân chính là chìa khóa để thúc đẩy sự phát triển và quyết định tương lai của ngành nuôi tôm trong khu vực. Sự thành công này phụ thuộc phần lớn vào tâm huyết và kiến thức của người nuôi tôm. BioSpec cam kết sẽ đồng hành cùng bạn bằng việc chia sẻ kiến thức thông qua các buổi tập huấn kỹ thuật. Xây dựng quy trình cho ăn hiệu quả, giảm thiểu lượng nước và nguồn năng lượng sử dụng, không sử dụng kháng sinh và đạt yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Đi cùng sự phát triển của công nghệ hiện đại, chúng tôi hướng đến mô hình nuôi tiên tiến bằng hệ thống giám sát môi trường nước và các công cụ kỹ thuật số, giúp người nuôi tôm có những quyết định chính xác về chất lượng nước, lượng thức ăn và sức khỏe của tôm. Hơn bao giờ hết, chúng tôi tự hào rằng BioSpec sẽ giúp người chăn nuôi tối đa hóa tất cả nguồn lực sẵn có để mang lại một mùa vụ thành công với chất lượng tôm khỏe mạnh, mang lại lợi nhuận cao trên mỗi hecta nuôi, giảm thiểu tác động lên môi trường. Với BioSpec, chúng ta cùng chung tay xây dựng nền nuôi tôm thành công, khác biệt và bền vững. Chúng tôi rất tự hào khi được đồng hành và phát triển cùng người nuôi tôm. BioSpec, mô hình nuôi tôm thâm canh áp dụng công nghệ cao.